Xin chào các bạn, và bây giờ mình đang mới tập yoga xong ha, thì mình ra cái bàn mình ngồi cho nó thoải mái thư giãn miếng á. Rồi mấy người kia thì người ta đang tập chạy bộ với cái máy ha, có tập mồ hôi cũng nhẹ ha, rất là mệt đó các bạn, tập rất là mệt ha. Thì bây giờ mình ngồi đây để mình uống nước ha. Nước chanh với mật ong nè các bạn. Đây là nước chanh với mật ong, thì sáng giờ mình chưa ăn gì hết, xong mình tập xong mình uống cái này thì nghĩ là sẽ rất là tốt. Tại vì cái nước chanh với mật ong á thì nó kháng khuẩn nè, kháng viêm nè, thì nó sẽ làm cho một cái, làm cho cái hệ thống tiêu hóa đó nó sẽ mạnh hơn, rồi như là cái cơ thể nó nó sẽ được như là cái kháng thể trong cơ thể nó sẽ mạnh hơn. Thì cái loại khi mà mình tập xong rồi mình ra mồ hôi mất nước ha, thì như vậy là mình bổ sung nước vô, nhưng mà trong đó nước này nó sẽ rất tốt khi mà mấy bạn thức dậy vào buổi sáng mà mấy bạn chưa có ăn uống gì hết, thì các bạn uống cái này vô thì rất là tốt. Hồi nãy giờ mình uống được nửa ly rồi nè các bạn, đó mình uống được nửa ly thì nhờ giờ ngồi nghỉ mệt, xong rồi mình uống thêm hết ly này nữa, thêm nửa ly này nữa rồi bắt đầu đi về nhà ha, rồi về nhà ăn cơm trưa. Thì cái này là mình để một ít mật ong, rồi chắc 1/4 của một trái chanh á, đó 1/4 trái chanh rồi uống như thế này thì rất là tốt. Với lại cái mùa này hay bị đau họng á các bạn, thì nói chung là mình cũng bị amidan á, amidan nè, cái đoạn nước lên nó bị sưng ở bên đây nè, cái này với cái này nè là amidan. Nhưng hồi bữa giờ khoảng 4 bữa trước rồi bắt đầu là mình bị đau phía bên này nè, y là khi mà bạn nuốt nước miếng hay là bạn ăn cơm gì đó cũng là nuốt nước miếng đó nha, khi mà nuốt nước miếng vô bắt đầu là nghe nó đau cái phía này, đau cái phía này đó. Nhưng mà mình bắt đầu uống cái nước này khoảng 3 ngày rồi ha, thì mình cảm thấy nó rất là tốt, và bây giờ y như là hết bị đau rồi đó, hết bị đau rồi. Cho nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn cái nước này nó rất là tốt để cho sức khỏe ha, về đường ruột rồi về đau họng rồi đó, thì nó trị rất là tốt. Cho nên là đó các bạn, nếu mà các bạn có thể thì các bạn nên sáng nào cũng làm một ly như thế này để mình uống. Thì cái này nghĩ là uống trong vòng buổi sáng thôi, trước khi mình ăn sáng á, mình uống vô, xong rồi cái trưa về bắt đầu mình uống nước lạnh bình thường, mình không cần uống cái này nữa, mình uống nước suối, nước khoáng á, thì nó sẽ tốt đó, mình nghĩ như vậy á. Tại vì cái thông tin này thì hầu như các bạn cũng biết rồi đúng không, thì tại mình cũng biết như là qua mấy cái truyền thông á đó, nhưng mà mình áp dụng được, mình áp dụng, mình uống rồi mình cảm thấy nó hiệu quả, thì bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn để mình cùng nhau uống ha. Các bạn có cái bình hoa được ha. Với lại khi mà các bạn uống cái này vô á, các bạn nghe cái khoang miệng của mình á, nó y như là nó rít á, là có như là chất tẩy á, cái là mật ong với lại chanh thì nó đều là một cái chất tẩy rồi diệt khuẩn á đó. Thì khi các bạn uống vô như vậy thì từ cái trong khoang miệng qua cái cổ rồi tới cái ruột luôn, thì nó sẽ được đào thải những cái chất mà như là vi khuẩn hay một cái chất gì đó đó, thì nó sẽ làm cho cái hệ thống đường ruột rồi cái khoang họng rồi nó sẽ tốt hơn các bạn đó. Thank you.
thì nói chung uống mới có 3 ngày mình cảm thấy có hiệu quả. Cho nên là hôm nay mình vẫn tiếp tục để uống. Cái này thì làm rất là đơn giản, các bạn chỉ cần bắt nước sôi lên, bắt đầu đổ mật ong vô, rồi nặn chanh vô, xong chế nước sôi vô đó, xong rồi để cho nó ra, nước chanh nó ra đó, rồi mình bỏ luôn cái sát chanh này, mình dắt nước chanh xong bỏ vô đây luôn. Thì tại vì cái vỏ chanh á, nó sẽ có cái chất dầu á, cái chất đó nó hơi đắng đắng, mà cái chất đó cũng là tốt luôn á các bạn. Cho nên là mình sẽ bỏ vô đây, rồi mình sẽ đợi một khoảng thời gian khoảng 5 phút hay 10 phút gì đó, cho nước nó nguội lại một ít, rồi với lại cái chanh nó ra cái chất á, rồi mình có thể uống. Uống thì nói chung là mấy bạn mới đầu uống thì nó cũng dạng nó không có ngon á. Khi là sáng mình chưa ăn uống gì hết, mình uống vô mình nghe nó cồn cào, nhưng mà không sao hết. Mấy bạn uống như vậy đi, xong rồi khoảng một tiếng, một nửa tiếng sau là các bạn ăn cơm vô thì nó sẽ không có bị nữa. Nhưng mà mình cảm thấy là mình khuyến khích các bạn là nên mình kết hợp mình tập thể dục với mình uống cái này thì nó sẽ phát huy hiệu quả rất là cao ha. Ok, và xin chào các bạn nha. Thì các bạn nhớ tới xem những cái video tiếp theo của Lu nha. Ok, bye bye.